Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra hôm nay. Thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh. Chào anh Thông, chúc anh có nhiều sức khỏe để thỏa sức đam mê. Anh cho em hỏi, chỗ em làm vườn chưa có điện lưới, em muốn lắp năng lượng mặt trời để tưới công suất bơm 3 HP tương đương 2,2 kW điện AC. Vậy thì em phải lắp bao nhiêu kilowatt pin và xài biến từng gì? Em chỉ cần sử dụng lúc trời nắng nên không cần lưu trữ. Mong anh tư vấn giúp. Cảm ơn anh nhiều. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ nếu như anh sử dụng không cần cái hệ lưu trữ thì anh cũng có thể là mua những cái con biến từng bơm nước như anh thấy trên hình ha. Đó, cái con này là 5,5 kW đó thì nó vẫn dư sức là kéo cái bơm 3 HP của anh nha. Đó thì cái con này cái áp PV nó là 380V. Đó thì anh cũng có thể là đầu tư cái lượng pin năng lượng mặt trời, những cái tấm pin mà 450W đó, pin á hiện tại bây giờ giá nó rất là mềm anh ạ. À. Giá rất là mềm, những cái tấm pin mà 450W bây giờ giá là mềm. Thì anh cũng có thể là đầu tư 8 tấm như thế này nha. Đó, phải 8 tấm anh đấu nối tiếp, cái áp nó phải nằm phải 380V đổ lên thì cái con này hoạt động mới trơn tru. Đó. Thì cái combo cái bộ này á không cần hệ lưu trữ thì chỉ có cái con biến từng bơm nước ha và 8 cái tấm pin 450W. Thì anh có thể là sử dụng ngay thời điểm có nắng ha. Đó và cái thời gian còn lại thì anh sử dụng được tất cả các thiết bị điện khác trong gia đình đó ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, hiện tại thì tôi cũng chưa có bán cái tấm pin hay là những cái con biến từng bơm nước này thì tôi cũng chưa có bán. Đó thì anh cũng có thể là tìm trên các cái trang mạng, đặc biệt nhất là trên Shopee. Nếu mà anh tìm không ra những cái sản phẩm như được cái con biến từng bơm nước thì nó có rất là nhiều cái công suất, nhưng mà tôi chỉ nêu lên là cái con này là 5,5 kW, có con 4 kg hoặc là 3 kg. Nhưng mà nếu mà anh sử dụng cái bơm 3 ngựa thì theo tôi thì anh nên mua cái biến từng 5,5 kW này để nó chịu cái dòng khởi động của cái bơm thì nó sẽ ok hơn nhá. Đó, tại vì những cái con mà có công suất thấp hơn thì nó rẻ hơn, nó cũng không có bao nhiêu. Rồi, nếu mà anh tìm không ra thì anh cũng có thể là để lại cái thông tin comment với phần bình luận của video này thì tôi cũng có thể là sao chép những cái đường link những cái con biến từng bơm nước này gửi đến anh thì anh nhấp vào anh mua ha. Còn những cái tấm pin năng lượng mặt trời thì hiện nay á thì anh cũng có thể là mua trên các trang mạng, rất là nhiều kênh YouTube bán những cái pin năng lượng mặt trời đó thì anh cũng có thể là mua hay là anh xem ở nơi địa phương anh thì anh mua cái pin này nơi gần nhất ha. Đó, nếu mà anh mua cái số lượng pin nhiều thì có thể là các cái công ty hay là cửa hàng đại lý gì đó có giao, có thể là giao trực tiếp đến anh, nhưng mà tầm phải 8 tấm đổ lên thì anh đấu nối tiếp, cái áp nó phải trên 380V thì nó mới hoạt động trơn tru nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nha. Xin cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Anh ơi, không lắp mạch cân bằng có xài được không? Đó thì ở đây anh nêu cái thông tin lên nhưng mà anh không có nêu lên cái hệ của anh là cái hệ 12 là 243648. Đó, riêng cái hệ 12V á, thì không lắp mạch cân bằng nha. Cái hệ câu song song á, thì không lắp mạch cân bằng nha. Còn nếu mà hệ 243648 á, thì nếu mà mình sử dụng á, cho nó muốn ổn định cái hệ thống lưu trữ của mình thì mình lắp mạch cân bằng á, thì nó sẽ ổn định á, mình sử dụng nó lâu dài á. Ok hơn, nó tốt cái bình hơn, sử dụng sạc vào và xả ra nó đều áp bình hơn. Đó, còn nếu mà không lắp mạch cân bằng thì cũng được, không có vấn đề gì ha, nhưng mà nó mau hư bình. Nó mau hư bình và thêm cái nữa thì cái bình nó lệch áp thì sạc nó không vào và xả nó không ra, tại vì sạc không vào thì điện nó không vào được, thì đâu có điện đâu mình xả ra. Đó thì nó không ổn định cái hệ lưu trữ mình ở đây là cái hệ câu nối tiếp. Đó nha. Còn nếu mà cái hệ anh hệ 12V thì không, hệ 12V thì không lắp mạch cân bằng nha. Đó, còn hệ 243648 thì không lắp mạch cân bằng thì sử dụng cũng vẫn được ha, được. Đó, hả, lắp mạch cân bằng thì sử dụng nó ok hơn, nó ổn định hơn, nó tốt cái hệ bình mình hơn, sử dụng nó lâu dài hơn. Còn không lắp mạch cân bằng thì sử dụng vẫn được nhưng mà sử dụng nó mau hết điện cái hệ thống bình của mình hơn, rồi nó mau hư bình của mình hơn. Tóm tắt ngắn gọn là vậy. Đó. Thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nhé. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, thì trước khi đi vào trả lời câu hỏi đến từ một anh thì cũng xin giới thiệu qua với anh em, ở đây tôi cũng có bán các cái sản phẩm pin năng lượng mặt trời, những cái sạc hay là những cái kích điện hay là những cái mạch cân bằng hay đồng hồ đồ áp hay là những cái ATS, CBDC rồi những cái jack MC 4 chữ Y, 2 chia, 3 chia, 4 chia. Đó, những cái lặt vặt linh tinh pin năng lượng mặt trời bên cái hệ độc lập đó. Nếu anh em nào quan tâm tới các sản phẩm thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình đó nha.
Đó, rồi còn bây giờ thì quay trở lại với cái câu hỏi của anh, thì anh có nêu lên như thế này. Anh Thông cho em hỏi sao Saco 3-1 12V mỗi người ít sử dụng hơn 24V, ưu điểm và nhược điểm giữa 12V và 24V. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi như thế này anh ạ. Trong cái hệ thống điện năng lượng mặt trời, đặc biệt nhất là bên cái hệ thống 12V, thật ra cái hệ thống 12V, cái loại áp thấp này thì chỉ sử dụng được tầm tầm cái công suất khoảng tầm tầm 600-700W đổ lại đó thì được. Còn nếu mà sử dụng với cái công suất tầm khoảng chừng 800-800W đổ lên ha. Đó, ví dụ như là đối với những cái hộ gia đình mà sống cái vùng mà chưa có lưới điện quốc gia thì thường thường những đầu tư cái bộ điện độc lập cho nó vừa cái túi tiền mà nó vừa đủ cái công suất để sử dụng cho cái bộ điện nó ổn định lâu dài thì hệ 24V đó thì nó cũng là vừa vừa cái túi tiền đó. Thì hệ 24V thì sử dụng được như là nấu cơm điện, chạy tủ lạnh, hay là sử dụng được cái ấm đun siêu tốc, hay là chạy những được cái bơm nước làm một ngựa hai ngựa, hay là những cái điều hòa một ngựa hay là một 1,5 ngựa đó. Còn nếu mà sử dụng nhiều hơn nữa thì tính sang cái hệ 48V đó. Còn cái hệ 12V thì nó sử dụng loanh quanh chỉ khoảng 600-700W đổ lại mà thôi đó, chứ sử dụng lớn nữa thì sử dụng nó không ổn định cái hệ thống điện, tại vì như thế này cái loại áp nó thấp thì cái dòng nó rất là cao đó. Rồi để tôi đưa ra một cái ví dụ ngắn gọn và dễ hiểu như thế này. Ví dụ như là cái A và cái áp, và tất nhiên là cái von với cái dòng á, cái A ha, cái A mà nó cao chừng nào thì nó dễ gây cháy nổ hơn chừng này đó, mà cái áp cao chừng nào thì nó mát ha, áp cao thì nó mát, nhưng mà cái A cao thì nó lại nóng. À, cái nóng và cái mát thì chọn cái nào? Tất nhiên là mình phải chọn cái mát, hay chọn cái mát thì phải chọn cái von nó cao 24 hoặc 48 đó cho nó mát. Đó, vậy ha, đơn giản là vậy. Đó. Tôi ví dụ như là bây giờ mình sử dụng mình nấu cái nồi cơm điện có cái công suất là 600W. Đó, cái công suất 600W. Nếu mà mình sử dụng nấu bên hệ thống 12V á, đó, mình sử dụng kích mình sẽ chịu điện lên á, thì cái dòng từ cái dòng điện á, cái A từ cái bình về đến con kích á, nếu mà mình sử dụng cái công suất 600W thì cái A nó rơi vào tầm khoảng 50A, quá cao. Ha, quá lớn, cầm dây điện mình sử dụng nó phải to to vậy rồi, mà phải ngắn chứ không được dài, mà lại nóng nó không tốt. À quá cao. Mình sử dụng nấu cái nồi cơm điện có công suất 600W mà cái A nó tới 50 là quá cao. Như vậy mình phải tính sang hệ thống 24V. À mình nâng cái áp lên cao. Nâng áp lên cao nhưng mà cũng vẫn nấu cái nồi cơm điện có công suất 600W, vậy là cái A nó rơi như khoảng 25A đổ lại. À cái A nó mới 25A, nó thấp hơn. Nó thấp hơn là 50A. Ha, cái A nó càng thấp thì nó càng mát mẻ cái hệ thống điện. Mình sử dụng mấy bên được, cái A nó cao thì cái A tôi nói ngắn gọn là cái A càng cao thì càng nóng. Ha, đơn giản vậy nên ta mới hạn chế A lại. Còn nếu mà lên hệ 48V, hệ 48V nhưng mình vẫn sử dụng cái công suất 600W ha, vẫn sử dụng nguyên cái công suất là 600W đó nè. Mà lên hệ 48V thì cái A nó còn là bao nhiêu? Nó tầm tầm khoảng 10 10 12A đổ lại, thì cái A nó nhỏ nữa thì nó mát mẻ hệ thống điện của mình. Đó, A nó càng nhỏ, cái A nó càng nhỏ thì cái dây điện của mình thì có thể là mình đi dây nó nhỏ và mình kéo nó xa nó dài hơn, cái hệ thống điện của mình nó tốt hơn, nó mát mẻ hơn. Nó ít có dễ là cháy nổ hơn là cái hệ mà áp thấp mà mình sử dụng với công suất lớn thì cái dòng nó tăng quá cao, cái dòng nó lớn chừng nào thì không tốt hơn chừng đấy, nói đơn giản là vậy đó. Nên mình phải chọn cái áp cái von càng cao đó để cho nó hạ cái dòng xuống đó, cái dòng cái A nó càng thấp là nó càng tốt cho cái hệ thống điện của mình đó, đơn giản là vậy đó. Và đồng thời nữa những cái hệ thống 12V nó rất cái nhược điểm nó rất là làm hạn chế nè đó. Ví dụ như tôi ví dụ ha, đây là cái con sạc 45A. Nếu mà con sạc 45A mà để điều khiển pin mà sạc pin hệ 12V á thì tối đa chỉ có loanh quanh là 700W pin đổ lại thôi ha, 700W pin đổ lại. Còn nếu mà mình sử dụng pin hệ 24 thì cái con sạc 45 nè nó điều khiển được là 1.400W pin, nhiều hơn đúng không? Đó. Còn nếu mà mình sử dụng cái con sạc 45A này mà mình sạc cho cái hệ 48V thì điều khiển được là 2.800W pin. Đó, nó rất là nhiều. Còn nếu mà anh tôi ví dụ như anh sử dụng pin hệ 12V mà anh sử dụng cái chuyện trên ngàn watt pin, anh mua tới hai con sạc rồi. Nó còn nếu mà anh sử dụng pin hệ 24V thì anh mua có một con sạc chứ nhiêu, đúng không? Đó.
Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nhé. Còn cái video tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn em rất nhiều đã dành thời gian ra xem video kênh Đam Mê Năng Lượng. Nếu em thấy hữu ích thì đừng quên cho cái like. Còn em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng kênh Đam Mê Năng Lượng ha. Còn em nào mua những cái sản phẩm pin năng lượng mặt trời thì đó, hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình thì tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn hướng dẫn cho anh em trực tiếp qua cái cuộc gọi Zalo video đó ha. Đó, ở đây tôi bán những cái sản phẩm pin năng lượng mặt trời, hình như là tôi hướng dẫn trực tiếp trên cái cuộc gọi Zalo trên video. Ngay cả cái gì cũng vậy, từ cái sạc đến cái kích hay là kích nối bịt, nói chung là hướng dẫn trực tiếp từ A tới Z luôn cho anh em. Đó, nếu anh em nào mua những cái sản phẩm mà có kết bạn Zalo thì nó cứ việc nó rất là dễ dàng rồi đúng không? Rồi còn bây giờ tôi sẽ tạm dừng video này tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.